Nếu nói về làm đẹp, không thể không nói đến yoga, một liều thuốc thần kỳ cho sức khỏe và sắc đẹp. Bộ môn yoga đang được người dân nước ta đón nhận một cách tích cực. Bliss Yoga có mặt tại Việt Nam vào năm 2012 với cơ sở khang trang trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, là trung tâm hàng đầu về yoga tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và trên cả nước nói chung. Với đội ngũ các Master Yoga, Master Kuma cùng các giáo viên Ấn Độ, Bliss Yoga mong muốn mang yoga chính thống từ Ấn Độ đến với người Việt để cùng xây dựng một cộng đồng bình yên, hạnh phúc và khỏe đẹp. Bliss Yoga gồm nhiều bài tập khác nhau phù hợp cho các nhu cầu và lứa tuổi của từng học viên, như yoga dành cho người giảm cân, yoga cân bằng giúp bạn tĩnh tâm dễ dàng vượt qua stress từ áp lực công việc hàng ngày, yoga chống lão hóa, yoga cho người cao tuổi, yoga cho trẻ em tăng cường sức đề kháng và giúp hệ xương của trẻ phát triển tốt, trẻ sẽ cao và khỏe mạnh hơn. Và nhiều chương trình yoga đặc biệt với dụng cụ hỗ trợ như dây, võng. Nhờ sự thoải mái tối đa về cơ sở vật chất trong khi tập luyện, cùng với sự tận tình của các giáo viên, tại Bliss Yoga, bạn sẽ phát huy được tối đa bài tập yoga của mình. Chi tiết về yoga, vui lòng liên hệ www.blissyoga.com.vn.